các bạn thân mến Tết Nguyên Đán tháng chạp tháng riêng là mùa của những con chim én tha hương bay về với tổ quốc nhưng năm nay Covid xảy ra hạn chế những ngực Việt Kiều nhớ nhung về với tổ quốc Hôm nay tiếng vọng xin gửi đến các bạn một bài viết của nhà văn Đỗ Trường từ Leipzig Cộng hòa Dân Chủ Đức. Anh không viết về mình mà anh viết về một cặp vợ chồng, vợ người Ý, chồng người Việt. Đặc biệt, nữ văn sĩ người Ý yêu chàng trai người Việt và yêu luôn dân tộc Việt của chúng ta. Bài viết có nhan đề hồn việt đó trong từng con chữ elena pulsilo thời gian gần đây những lúc mỏi Tâm trạng không được thăng bằng cho lắm, tôi thường tìm đến thơ Nguyễn Văn Gia và đọc văn Elena Pusilo. Lời văn tự sự của chị như một liều aspirin xoa dịu nỗi nhức nhối trong lòng người vậy. Có thể nói, Elena Pusilo là một hiện tượng đặc biệt trên diễn đàn văn chương Việt trong những năm gần đây. Sự đặc biệt ấy không hẳn bởi tài văn mà sự nhào trộn, hòa tan cái văn hóa ý Việt vào những trang sách của chị đọc văn elena qua bản dịch của trương văn dân nếu không biết trước có lẽ ai cũng nghĩ tác giả phải là người việt bởi bối cảnh tâm lý hồn cốt nhân vật như đã được việt hóa hoàn toàn vậy có lẽ cái món văn hóa spaghetti tan chảy vào cái văn hóa nước mắm chăng chẳng vậy có một lần khật khừ với nguyễn đức minh ở, ở bistro gera người rất thân thiết với vợ chồng elena pusilo trương văn dân chẳng biết đùa hay thật gã bảo làm bất cứ loại spaghetti nào tức là loại nước sốt mì ý Elena cũng cho ít nước mắm cá cơm Bình Định nguyên chất vào tôi không tin như vậy nhưng mấy năm trước Elena sang thăm tôi bún mắm tôm cứ thấy chị đã đều đều nhà văn Elena Puccino là người Italia là tiến sĩ ngôn ngữ văn học nước ngoài chị đã từng là giảng viên đại học Milan và đại học âm nhạc cũng như đại học khoa học xã hội nhân văn Sài Gòn nghiên cứu và tiếp xúc với văn chương từ rất sớm nhưng elena viết văn muộn và chị chỉ viết khi cảm xúc ùa đến bất chợt buộc phải cầm bút do vậy văn của chị rất sinh động và chắt lọc và nếu như không có sự cổ vũ dịch chuyển sang việt ngữ của người chồng nhà văn trương văn dân thì có lẽ văn chương của elena không được nhiều người biết đến như hiện nay thật vậy những tác phẩm bóng của ngày một phút tự do vàng trên biển đá đen cùng bay về tâm dịch đã xuất bản và hạt bụi lênh đênh cùng nỗi đau ngọt ngào sắp xuất bản của chị đã được trương văn dân dịch từ nguyên bản tiếng ý một cách sinh động và tinh tế văn chương elena gồm hai mảng chính chuyện ngắn và tùy bút tạp văn tự sự là nghệ thuật xuyên suốt những trang viết của Elena và khi đi sâu vào đọc ta có thể thấy Elena là một nhà văn có tài khám phá miêu tả diễn biến nội tâm hay mượn cảnh vật thiên nhiên để bộc lộ tâm trạng nhân vật nếu được phép tuyển chọn với tôi vàng trên biển đá đen là một chuyện hay và tiêu biểu nhất về nội dung cũng như thi pháp một hình thức nghệ thuật sáng tạo này của Elena tính chân thực với cái nhìn nhân bản có thể nói ngay từ những ngày đầu nghiên cứu ở đại học milano elena đã bén duyên với viết lách nhưng chỉ đến khi về sống và giảng dạy ở các trường đại học sài gòn thì tài năng văn chương của chị mới phát tiết có lẽ đất và con người nơi đây đã cho chị những cảm xúc đặc biệt chăng có được những trang văn chân thực làm rung động mọi tầng lớp người đọc như vậy ngoài bút lực ta có thể thấy tình yêu Tình người của Elena sâu đậm biết nhường nào, để có được những cảm xúc ấy, Elena đã đi vào khám phá nội tâm tư tưởng, hồn vía con người nơi đây, từ đó có một sự đồng cảm sâu sắc. Và con chim nhỏ trong lòng là một chuyện ngắn như vậy của chị, nhà văn đã được đã chọc thẳng ngòi bút vào cái vô cảm, sự mâu thuẫn gia đình xã hội mà bấy lâu nay dường như đã bị chìm lấp. Lời văn tự sự hay là tiếng kêu bất lực vọng lên từ những mẹ, những người già cô đơn hưu quạnh trước sự thờ ơ, ghẻ lạnh của con cái, gia đình và xã hội. Bị giam hãm giữa bốn bức tường Tôi như chết từng ngày lặng lẽ ngồi cô đơn trên thành giường mà chẳng có căn phòng riêng nào để trú ẩn. Những tiếng động bên kia bức tường là của những người xa lạ, của những người hàng xóm không quen, lạnh lùng vô cảm trước nỗi đau của tôi. Chích con chim nhỏ trong lòng nỗi đau sự tuyệt vọng ấy đã đẩy người mẹ đến đường cùng ngõ cụt tự kết thúc cuộc sống là lối thoát duy nhất của bà thân phận con người cùng tâm trạng đó đã được nhà văn elena lồng vào sự vần vũ của đất trời thiên nhiên sự miêu tả độc đáo cùng những hình ảnh so sánh với phép ẩn dụ này dường như nhà văn muốn làm giảm đi nỗi đau của bi kịch đó và bật lên tấm lòng vị tha của con người cũng như chính tác giả chăng tuy vậy từ cái hiện thực đó ta vẫn nhận thấy cái rẻ mặt của tình người và nhân cách và cái luân lý đạo đức đã bị đảo lộn tùng phèo trong gia đình xã hội đương thời gây nhức nhối cho người đọc đoạn kết của thiên truyện con chim nhỏ trong lồng Tuy rất buồn nhưng có lời văn nhẹ nhàng và tuyệt đẹp, nó không chỉ cho ta thấy rõ những điều đó và còn chứng minh tài năng sử dụng biện pháp tu từ của Elena. Đêm nay có một vầng trăng tuyệt đẹp trên bầu trời, chỉ có một phần rất nhỏ bị che bởi một sợi mây tôi bỏ khung hình vào túi áo, đó là kho tàng của tôi. Và từ cửa sổ tôi nhìn xuống thành phố đang ngái ngủ, tia mắt tôi dõi theo ánh đèn màu đỏ của một chiếc xe hơi dọc theo hàng trụ đèn đường yên lặng quá từ trên cao ánh sáng chiếu xuống mềm mại như bông làm tôi có cảm giác như mình cũng đang đứng trên một cụm mây chỉ vài giây thôi tôi nhoài người bay qua khung cửa rồi rơi tự do trong không khí trên môi tôi vẫn nở một nụ cười thật ngọt ngào để khỏi phải hét lên sợ làm phiền người khác hết trịch từ yêu người dẫn đến tình yêu mảnh đất nơi đây làm cho elena gắn bó chặt chẽ với nó sự đi lại tìm tòi khám phá với cái nhìn quan sát tỉ mỉ cùng sự trẻ xia cảm thông sâu sắc như vốn sống để nhà văn viết nên chuyện ngắn vàng trên biển đá đen được in trong tập sách cùng tên tình tiết đơn giản lời văn mộc mạc song đây là một trong những chuyện ngắn cảm động và hay nhất của elena gieo mầm một động từ hay một hình ảnh một phép tu từ so sánh gieo hạt và gieo chữ làm nên cái tứ của thiên truyện cái khát khao sống buộc con người phải vượt qua khắc nghiệt của thiên nhiên của cái tình người gieo chữ bồi đắp linh hồn ấy nhà văn đã mở ra lối thoát cho đất và người nơi cao nguyên núi đá khô cằn một hạt giống không thể nảy mầm nếu không có đất Và trên núi đá không phù hợp nên họ đào một cái rãnh mà đem đất từ nơi khác lấp vào Một điều đơn giản mà từ thời nguyên thủy con người đã chiến đấu với thiên nhiên để sinh tồn Gieo hạt để nảy mầm Công việc của tôi cũng vậy Bây giờ tôi hiểu là mình đang gieo hạt và tìm cách giúp các học trò nảy mầm trong cuộc sống mới Chích vàng trên biển đá đen Đọc Elena, ta có thể thấy tình yêu tình người không chỉ dừng lại ở hai người mẹ Việt Ý, mà sự ấm áp đó của nhà văn đã làm tan đi giá lạnh của bà cụ cô đơn hay một bé gái bán vé số. Thật vậy, đọc Con mèo lạc lỏng và cho nhau một chút an lành trong tập truyện Hạt bụi linh đinh sắp phát hành rồi quay lại đọc thư viết cho mẹ trong tập Vàng trên biển đen in năm 2018. Tôi bị xúc động mạnh, cảm xúc tuy khác nhau song có thể nói tình yêu, lòng nhân hay ấy làm cho người đọc xa quê, xa tổ quốc gần bốn chục năm như tôi ấm lại và hơi ấm đó dường như xuyên suốt trong những trang văn của Elena mỗi chuyện ngắn một tản văn của chị như một bài học luân lý vậy nếu đọc con chim nhỏ trong lồng ta thấy cái luân lý đạo đức gia đình xã hội bị đảo lộn thì đến thư viết cho mẹ elena đã trả cái luân lý đạo đức ấy về đúng vị trí của nó đọc elena một cách có hệ thống ta có thể thấy dù chị dẫn dắt người đọc đến đâu và đi đâu chăng nữa thì cái đích cuối cùng vẫn quay về với chân thiện mỹ cũng như tác phẩm nụ hoa vàng của ngày si tình của nhà văn Trần Hoài Thư. Thư viết cho mẹ của Elena đọc gần đây. Khi ngồi viết những dòng chữ này tôi chưa biết để ở một chuyện ngắn tùy bút hay một trang thư và cho đây là một bức thư thì có lẽ đây là lá thư thứ hai hay nhất mà tôi được đọc. Nếu nụ hoa vàng của ngày si tình như một sự tiếc nuối tình yêu của cái thủa ban đầu thì thư viết cho mẹ là tình yêu là tự sự về mẹ của elena đằng sau lời tự sự ấy là câu chuyện thật cảm động về những người mẹ thư viết cho mẹ gây cho tôi cảm xúc đặc biệt không hẳn bởi nội dung mà do thủ thuật dẫn dắt chuyện của tác giả thủ thuật kết nối từ một người mẹ đẻ sang người mẹ chồng một cách bất ngờ ấy của elena làm tôi nhớ đến cái quy tắc bắc cầu trong toán học từ cái thủa còn ngồi trên ghế nhà trường đây cũng là một trong những chuyện tiêu biểu về tính chân thiện của Elena và đọc nó dường như ta thấy văn chương cũng như con người chị đang đến gần hơn với tư tưởng triết lý nhà Phật các bạn thân mến um, tiểu phẩm hồn việt đó trong từng con chữ Elena Pusilo một nữ văn sĩ ý của nhà văn Đỗ Trường hơi dài Chúng ta tạm dừng ở đây. Tiếng vọng sẽ chuyển tiếp phần 2 vào số tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.